Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, luận giải về vận mệnh con người được xây dựng trên cơ sở triết lý kinh dịch với các thuyết âm dương, ngũ hành, can chi, bằng cách lập là số tử vi với thiên bàn, địa bàn và các cung sao, căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh theo âm lịch và giới tính để lý giải những diễn biến xảy ra trong đời người. Tử vi giúp chúng ta có những dự đoán được vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc hay thậm chí là những tai ương của bản mệnh, từ đó đưa ra những biện pháp. Hóa giải để thay đổi, giúp mọi người được thành công và hạnh phúc. Và trong tiếp chuỗi video luận giải tử vi gia chủ theo từng tuổi, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng luận giải cát hung nạp vận của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Đồng thời hãy cùng nghe những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam xem những gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần làm gì để đón được những thành công trong tháng mới và làm sao để giúp gia chủ phát huy được hết năng lực của bản thân, thăng tiến con đường công danh, sự nghiệp, đón tài lộc ùn ùn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ video của chúng tôi ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Cho các anh chị khi liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Đầu con tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Tuổi Mùi và tuổi Hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 2 năm 2021 tới ngày 21 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Mậu Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 2 tới ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 2 năm 2021 tới ngày 20 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 2 năm 2021 tới ngày 1 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp sát là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại,
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tử quan tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 2 âm lịch. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn là người thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết họ đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chỉ cần họ biết tiết chế điều này thì ắt hẳn sẽ thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy là người khiêm nhường và ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà họ tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã chọn và có được những điều mà mình mong muốn bằng chính sức mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dù dài hơi có lợi cho mình. Dù làm gì, họ cũng sẽ làm đến cùng, cùng yêu và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen lận đận. Nhưng bù lại, họ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và bản chất của một người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Và đặc biệt, bước sang tháng 2 âm lịch, bản mệnh vượng vận quý nhân, hành sự dễ thành, đạt đến kết quả như mong đợi. Tử vi dự báo chắc chắn bản mệnh sẽ đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuổi Nhâm Tuất sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy tháng này, sự nghiệp vì thế cũng tăng lên đều đặn. Tân âm kim gặp tuất dương thủ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra những xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, bản mệnh cần giữ bình tĩnh để đưa ra những phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phần lòng những người xung quanh mình. Bước sang tháng 2 âm lịch để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ cẩn trọng trong con đường công danh, sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, càng cần chú trọng hơn và để ý các mối quan hệ ở xung quanh mình, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Tử vi năm Tân Sửu của tuổi Nhâm Tuất còn cho thấy tháng 2 âm lịch xét về vận trình công danh, sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Bạn vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi, thất bại. Tuy nhiên tháng này là cơ hội tốt để học tập và trau dồi kiến thức cho bản thân. Quý gia chủ sẽ thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân đối với việc học cao lên. Nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Trong khoảng thời gian này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ, thành công. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Nhâm Tuất. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại dễ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc vì thế cũng không cao. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra trước, như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Hơn nữa, bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm mà mình đã gây ra.
nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn, nên khó mà có được doanh thu như mong muốn, tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Phát Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Tháng 2 âm lịch này, may mắn khá tốt cho tình yêu của mối quan hệ của tuổi Nhâm Tuất. Bạn nên chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt lành sẽ giúp bạn mang lại kết quả tốt trong tình yêu. Nhưng đôi khi bạn có thể có xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Nếu bạn là một phụ nữ đã có chồng, bạn có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy và cuộc sống của gia đình có thể dễ dàng đi sai đường. Do đó, bạn phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Tuất còn cho biết sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn. Bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này, bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy mang bên mình vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về sức khỏe, trong tháng 2 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất sẽ có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, bạn có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn, thường tái phát. Bạn sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn bạn điều trị kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, bạn vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Đồng thời, bạn hãy duy trì lối sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn thấy bất ổn. Đặc biệt, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi của tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.